Hi, xin chào mọi người. Anh Phúc là đặt chân tới bán đảo Sơn Trà ở chùa Linh Ứng, Đà Nẵng nha. Ngày hôm nay thời tiết rất là nắng và oi bức. Và tới đây coi như là muốn xỉu luôn. Nắng ơi là nắng luôn. Bây giờ là đang là trưa rồi. 9 giờ mấy trưa rồi, trời nắng lắm luôn. Con này đi đâu? Lên tới chùa Linh Ứng của Đà Nẵng rồi, nắng lắm luôn, khá là nắng. Ôi trời, quá trời khách, đông quá. Rồi. Xong rồi. Ông điện lại sao? 18 vị La Hán. Ở nông nước hôm qua mình đi kìa. Đó, bây giờ mới cầm vô chính nè. Chùa. Ở nhiều khu du lịch lắm. Có chứ, người ta giống như cái Phật Phật Nam. Đây nhanh lên nhà mình, nắng quá. Okay. Ôi trời. À, đẹp nè. Cổng chùa này. Đấy. Mà đứng đây mày chụp ba trước. Rồi tươi đó. Rồi, đây chụp cho ba với mẹ luôn nè. Rồi chụp cho. Cù Lao Chàm. Chùa Linh Ứng nha, bên đây là Cù Lao Chàm nè. Ở phía trước là biển rất là đẹp ha mọi người. Đó là Phật Quan Âm Chùa Linh Ứng.